Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình. Thì ngày hôm qua thì mình đọc được rất là nhiều cái bình luận của anh em. Có nhiều anh em bình luận hỏi thăm sức khỏe và có một bạn ấy hỏi một câu như thế này. Cũng rất là hay, bạn ấy hỏi mình một câu là: "Anh ơi, bộ môn baccarat có cầu bệt không anh?" Ok em nhá, thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang vào số vốn là 21 củ đây. Thì mình sẽ chiến ở cái bộ môn baccarat và mình sẽ nói và mình sẽ chia sẻ về vấn đề bộ môn baccarat này có cầu bệt hay không nhá. Đây thì như thường lệ và cũng như thường ngày, trước khi mình vào chơi bộ môn baccarat thì mình sẽ cũng nói với tất cả các anh em là anh em khi anh em vào chơi thì anh em phải nên chọn một cái bàn nào là cầu kèo nó chạy đẹp nhất, mượt nhất thì anh em chơi. Đây, anh em nhìn đây. Đấy, thì bây giờ thì cầu này là đẹp nhất này. Đấy, anh em nhìn nhá, đây có cầu bệt này, 2 Dừng 4 đặt cược. 6. Đấy. Bộ môn baccarat là cũng đều có cầu bệt và Còn 6 có điểm, hai loại cái trùng 2 cái điểm. hai loại cầu nhá, bệt ngắn và bệt dài. Cũng như gì? Nhà Cũng con như thắng. là cái giống như Bắt cầu đầu ở đặt bên tài cược. xỉu của anh em ạ. Nên là anh em chơi anh em phải để ý những quả cầu này. Và anh em sẽ nhớ nhớ từng những số điểm, nhớ từng số phiên thì đảm bảo anh em chơi trước cái bộ môn baccarat này mà anh em nhớ được điểm của nó ấy, thì 100% anh em chiến thắng chứ không phải là 95% đâu. Dừng đặt Đấy, mình cược. khẳng định với anh em như thế nhá. Rồi ok, thì bây giờ thì mình sẽ đánh một vài tay xem nó có ok không nhá. Xem Con nào. 9 điểm, cái 2 điểm. 9 à? Nhà Về con thắng. con đang chạy về con 9 con, 9 Bắt con, đầu đặt cầu cầu cược. 22, cầu 22, cầu trước là 24, cầu sau là cầu trước 24 thì cầu sau phải 23. Chứ làm sao? À, ok, tiếng này thì mình đánh theo cầu. Nhưng mà tiếng này đầu tiên thì mình sẽ đánh nhỏ thôi, đánh con, đánh nốt hai cái vị đôi và vị quả. Dừng đặt cược. Anh em xem nhá. Rồi, không rồi. Con 7. 1 điểm, Ok, gãy cầu cái không 7 sao, điểm, mới có tay đầu nhà đúng không anh cái em? thắng. Đấy là bình thường, thế này nó chạy theo cầu 2 2 rồi anh em nhá, cầu 2 2. Đây, cầu 2 2 Bắt thì mình đầu sẽ đánh đặt theo cầu cược. 2 2. Tiếng này thì đánh to một chút này. Bắt được cầu anh em đánh lớn này. Đấy, đánh đôi 5 nít này, đánh huế 1 nít này. Còn 40 đánh nút vào đây này. Rồi ok, anh em xem kết quả nào. Link của con TTC thì nửa chơi thì để Dừng ở dưới đặt phần mô cược. tả. Anh em mà đam mê bộ môn thể thao nào thì anh em hãy ấn vào và tải về và trải nghiệm nhá. Xem Con nào. 1 điểm, 8 ok, húp cho anh em nhá. cái Anh em 8 thấy là được điểm, giữa đúng không anh em? nhà cái thắng. Bắt cầu chuẩn từng mili một em nhá. Bắt Rồi, đầu đặt cái link cược. 8 này, cái này mình đang có sự nghi ngờ ở đây, đang có sự nghi ngờ. Anh em nhìn về phía trước của nó là cầu 2 2 rồi 3. Đấy, có khi nào nó lại giống như cầu trước không? Khả năng là nó sẽ không anh em nhá. Khả năng là sẽ không. Mình sẽ đánh vào đây. Dừng đặt cược. Đánh vào player xem nào. Một rồi. Một. Con 1 điểm, Đúng anh em ạ, đúng cái cầu 5 rồi, đánh đúng điểm, rồi, đúng nhớ nhà cầu cái trước thắng. luôn, đánh đúng nhớ cầu trước luôn. Rồi không sao, nhớ thì mình làm lại nhỉ, nhớ thì mình làm lại Bắt nhá, đầu nên đặt 3 cược. rồi, nên 3, nên 5, 1, 1, 1, 5, 1, 5, 5 này xuống cao. Ok, cực tiếp này, cực lại này, làm cái 5 lốp vào đây này. Ở đâu, 5 lốp rồi, làm 1 lít vào hòe. Rồi Dừng anh em đặt xem cược. nào, 2, quy, 10, rồi cái gì đây, 4 rồi. Ok, húp anh em Còn thấy chưa? 4 điểm, Lấy cái lại 3 ngay đúng điểm. không anh em? Đấy, đơn giản mà. Tin ngay, Nhà cầu con thắng. này làm sao mà nó chạy được. Đây nhá, và Bắt mình cũng đầu đặt nói về cược. nói lại một lần nữa này, bộ môn baccarat này vẫn có cầu bệt nhá. Cầu bệt thì nó thường thường nó có hai trường hợp, bệt ngắn và bệt dài. Đây, nên thứ 4 tay là bệt ngắn nhá, từ 5 tay trở đi là bệt dài nhá anh em nhá. Rồi ok, tiếng này thì làm sao? Bắt lại một tiếng nữa này. Đấy. Dừng đặt cược. Xem có phải là player không nhá. Rồi 7 rồi. Cái gì? Ok, Con 7 húp điểm, luôn. Đấy. cái 2 Giữa điểm. ngay đúng không anh em? Đẳng cấp. Lúc nào cũng Nhà là đẳng cấp con đúng không anh thắng. em? Đấy, anh em thấy là mình chơi ở những cái bộ môn là baccarat hay là Bắt đầu tài đặt xỉu cược. hay là sóc đĩa hay là bầu cua và một vài cái bộ môn thể thao khác là mình môn nào mình cũng gọi là ok hết anh em ạ. Đấy, chỉ cần điều anh em hiểu những cái quy luật của nó là anh em có thể đích căng, đích mạnh đúng Dừng không đặt em? cược. Là anh em có thể chiến thắng thôi. Rồi xem nào. Cái gì đây? Hai rồi. Ok. Con 1 điểm, Ô. Một cái điểm. 0 điểm. Khoai thế nhờ. Một điểm anh em ạ. Nhà con À, thắng. chạy đúng cầu 33 luôn, chạy đúng cầu 33 luôn. Bắt Sợ đầu nhỉ, đặt cược. 233. Có khi nào lên 234 nhỉ? Khả năng cao lên 234 nhá, nếu mà đi cầu 1 thì không lên được 234 nhưng mà đi nếu mà đi đi cầu 2 này chắc chắn là lên cầu 234 anh em ạ. Thế này thì làm củ 5 6 củ đi. Gói. Dừng đặt Ôi cược. giời ơi. Không đánh được hòa rồi anh em ạ. Không đánh được hòa rồi, đen rồi, đen rồi. Xem nào. Ok, húp nhá, lại Còn húp một 3 điểm điểm, luôn anh em cái thấy chưa? 2 điểm. Đấy, đấy mới gọi là đẳng cấp đúng không anh em? Lấy lại ngay chứ làm sao Nhà mà thất con bại được thắng. đúng không anh em? Đấy.
Em để ý cách đánh của mình và anh em học hỏi và học tập nhá. Bây giờ thì đây này, 2 này, 3, 4 thế này. Bây giờ thì mình sẽ vòng về đây này, lick 2 củ ở đây này, lick thêm 500 đôi và 1 2 2 cái hòa nhá. Rồi, anh em xem nào, kết quả xem là có phải dừng là đặt cược ban cờ hay không. Rồi. Cái gì? Ok, húp luôn. Còn 6 điểm, cái 7 điểm. Anh em thấy chưa? Ủa, nhà cái thắng. Đánh như nó phải vậy, khét lẹ. Đúng rồi, tiếp tục cái thì lại chuyển bắt về. Bắt đầu đặt cược. Lại chuyển về cầu đây, lại ngược về cầu bên này. 6 50, 50. Rồi. Làm 50 đôi bên này nữa. Đấy. Xem nó ra làm sao. Đúng không anh em? Link của con TDC Thiên Đường Chơi thì dừng mình có ghi ở dưới phần miêu tả. Anh em nào đam mê tất cả các bộ môn thể thao nào thì anh em hãy ấn vào và tải về. Còn 2 điểm, tất cả các cái 5 nhá. Điểm. Đấy, anh em thấy ok. Nhà cái thắng. Mình đã chia sẻ cho anh em là bộ môn Baccarat này có cầu bệt không. Thì bộ môn Baccarat bắt này đầu thì đặt có cược. Cầu bệt ngắn và cầu bệt dài, cũng như cái bộ môn tài xỉu. Đúng không anh em? Anh em nhìn đây thì anh em biết đây. Đây cầu này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, 6 cái con, bệt rất là dài anh em nhá. Nhiều lúc còn bệt đến khoảng 10 cái, 15 cái. Đấy là dừng đặt cược anh em ạ. Đấy. Rồi, ok. Rồi lại tiếp tục lại quay vào với sàn đấu. Còn 3 điểm, cái 8 điểm. Cầu xong sao lên 8. Nhà rồi. Cái thắng. Lên 3 này anh em ạ, lên 3 chạy đúng chuẩn cầu luôn đấy, chạy đúng chuẩn cầu luôn. Chạy đúng chuẩn cầu đấy. Nhìn là 2 2 3 4. Bắt đầu đặt cược. À, lên 3 rồi. Ok. Với cái đường cầu này thì tốt hết là làm sao? Mình sẽ phải là tiết kiệm những cái gì mình đang có được, mình đang thắng rồi anh em ạ, mình đang thắng rồi, mình những cầu này mình không lên đánh làm gì nữa, bởi vì cầu đấy đến đoạn đấy nó sẽ thay đổi cầu nhá. Anh em nhá, nó sẽ thay đổi cầu. Đấy, không phải là cầu 2 3 4 5 đâu anh em ạ, nó sẽ thay đổi. Nên là cũng rất là khó bắt được đoạn này. Tốt hết là anh em không chắc chắn thì anh em nên chốt lãi nhá. Thì hiện tại mình lên được 26 củ rồi. Ok anh em nhá. Đấy, với cái số vốn ban đầu thì bây giờ mình có lãi rồi thì mình xin phép tất cả anh em mình sẽ kết thúc video ở đây, chốt lãi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.